Đây, bây giờ mình sẽ đặt một số trụ rồi để cho các anh đổ. Và tí nữa sẽ trộn vữa bê tông đổ vào cái chân trụ này. Ok, chào các bạn nhá. Chào mừng các bạn quay trở lại channel Quang Linh Vlog Cuộc Sống Châu Phi. Hôm nay anh em mình tiếp tục với móng nhà của Tuấn. Đấy. Thì mấy ngày mình đi luôn đá, cho nên là anh em chỉ đào móng với bỏ đá thôi. Hôm nay mình vào cho anh em đổ móng. Đấy, thì ngày mình đi tới anh em đã làm xong cái móng đá này. Ở bên này làm móng đá, chủ yếu móng đá nha các bạn. Đây, gần bỏ đá xong hết rồi. Giờ hôm nay là sẽ đổ bê tông. Đổ bê tông xong dựng trụ lên. Trụ thì mình đang gọi ở ngoài kia đưa vào. Bởi vì ở đây là do không có máy móc các bạn. Nên là sẽ làm sẵn ở nhà và chở vào và dựng lên thôi. Và sẽ đổ hố trụ. Thì cái này là do bữa mình đi thì có mấy anh ở xã ấy, kiểu người ta ở bên địa chính xã ấy, vào thì người ta là bảo là phải làm thụt vào, phải làm từ đường thụt vào 5 mét. Đấy, cho nên là giờ anh em mình bỏ cái khúc này, như trước đó đạc ấy là bỏ khúc này và sẽ nối thêm một khúc đằng sau. Bởi vì may là cái đất đằng sau cũng là cái đất của anh Jose, cho nên là anh bảo nếu mà trước này ấy, mà chính quyền không cho làm ra gần đường ấy thì bác sẽ cho trước này bao nhiêu thì lấy ra một khúc ở sau đấy bao nhiêu. Đấy, thì cái khúc sau này là để làm nhà nấu ăn, với anh em mình đang tính làm nhà vệ sinh. Đây là nối thêm khúc này nha các bạn. Đây khúc này, từ khúc này trở về bên đấy là anh em mình chuyển đổi từ trước đấy, bỏ trước đấy thì sẽ thêm sau này. Và cái số đo thì nó cũng như nhau. Đấy, sẽ lấy thêm ra một khúc ở đây. Đây, giờ đợi anh em trộn vừa để đổ móng này. Cái ô này làm nấu ăn cho nên là mình không cho đổ móng đoạn này nữa. Đây thì móng này chắc tầm 3-4 ngày nữa là xong móng. Thì anh em phải tiến hành xây. Đây, chả Tuấn hôm nay ra trộn hồ này. Tuấn, ta bong. Obrigado. Đây ra trộn hồ kia vậy. Depois quem pagar? Quem pagar você? Eu? Quem pagar? Pagar? Ai trả tiền? Ai trả tiền phụ hồ? Hả? Quem pagar dinheiro para trabalhar? Você? Ninguém. Ninguém? Sim. Quero um dia quanto? Quer? Quero um dia quanto? Hã? Mili. Làm nhà ra rồi mà. Giờ bảo mình đùa, ai trả tiền phù hồ cho, bảo chứ ai trả cả. Nên mình bảo mày muốn một ngày bao nhiêu tiền. Thế bảo một ngày 1.000 các bạn. Esse tua casa? Sim. Hã? Você tem que trabalhar? Sim. Agora você tem que ficar aqui todo dia? Sim. Tem que ficar aqui todo dia para controlar? Sim. Aqui é nada, material vai vir muito. Sim. É? Já deixei. Sim. Giờ làm nhà cho nên rồi đừng còn đòi cả tiền công này. Tiền công nó ra. Cái móng đá bên này rất chi chắc các bạn. Vì do cái tính chất đất ấy, chứ không phải như ở Việt Nam mình đâu. Tính chất đất cho nên là ở bên này, cái ở dưới những cái tỉnh này là người ta hầu hết làm bằng móng đá. Chứ còn nếu như đến thủ đô thì làm tất bằng móng bê tông. Xe gà, xe gà.
Chega. Esse não bate muito. Esse depois vai fazer massa em cima. Aqui? É. Não bate muito. Chega, já bate assim só. Aqui tudo já bate? Sim, já. Aqui ainda não? Ainda não, forte. Aqui ainda não. Ok, giờ sẽ chở vật liệu đến các bạn. Hôm nay mình chỉ cho chở 15 bao xi với cái sắt này để làm trụ các bạn. Bởi vì ở đây không có cái chỗ, không có chỗ để tập kết vật liệu ấy, cho nên là anh em mình 1-2 ngày thì lại phải chở vật liệu vào một lần. Đấy. Cái này là sắt trụ các bạn. Trụ thì cao 4 mét. Nhà này thì có 15 trụ. 15 cái trụ sắt này. Đấy. Cái này là trụ, này là anh em mình làm trụ bằng tường luôn nha các bạn. Trụ đổ bằng tường nhé, chứ không đổ trụ lồi nhé. Đây thì xi măng thì anh em mình gửi trong nhà của anh này. Anh có anh thờ làm đấy, anh em mình gửi xi măng vào đấy. Bởi vì là ở đây cũng không có cái nhà để vật liệu, hoặc là anh em mình cũng không làm cái nhà tôn để tập kết vật liệu ấy. Thì tiền có nhà anh này đây thì anh em mình sẽ nhờ anh này gửi vào đây. Hôm sau sẽ hỗ trợ anh thêm tiền, anh trông coi vật liệu này. Electro sẽ quanto? 15. 15 đấy? Dạ. Đấy thì 15 bao xi chắc là 1 ngày 2 ngày. Ở làm ở dưới huyện này để mà làm được một công trình là cái vật liệu rất chi là khó khăn. Chứ không phải giống như ở trên thủ đô thì điều kiện nó khác hơn. Đây, về vấn đề vật liệu tập kết cho đến mua bán là nó cũng hơi bất cập các bạn ạ. Dạ, mẹ tên mai xe mên tu? Si, si. Tại sao cũng? Chế phía hết sơ y bota. Y sơ kem. Kem mà y. Dạ, kế rem y bota. Dạ. Esse tem que misturar bem. Tem que misturar bem. Sim. Nhà này thì nó chỉ lâu cái phần móng các bạn, với hôm sau hoàn thiện thôi, chứ phần thô thì nói chung xong móng xây thì nó cũng nhanh. Thế anh em mình sẽ cố gắng làm khoảng tầm tháng rưỡi xong cái này, để con làm những cái khác. Ok, bây giờ mình dừng trụ nha các bạn. Tao bảo đấy, thì cái trụ này mình dừng xong rồi, mình sẽ đổ bê tông ở cái chân đáy này đấy, và cái móng đá này sau anh em mình sẽ đổ một lớp răng. Răng xong rồi mới bắt đầu xây, răng với lại đo đạc kích thước chuẩn để bắt đầu anh em mình bắt đầu xây. Đã phi ta metro. Mega kia nó mềm quá.
Nó phô là, phô là. Mai. Ok. Dá outro ferro, né? Outro ferro. Cái này thì đá. Anh em mình sẽ ở đây người ta là xếp như thế này và sau đổ cái hồ cho nó, đổ cái vừa xi măng cho nó xuống dưới kín xong đổ cái chân trụ. Đấy, sau anh em mình sẽ đổ cái đế này bằng bê tông. Đấy. Và công đoạn cuối của móng là sẽ đổ răng tất. Thì mình sẽ bỏ một cây sắt, bỏ một cây sắt như thế này, sắt móng và đổ răng. Đấy. Dưới này thì người ta không làm kiểu đấy, nhưng mà mình làm mình muốn chắc chắn hơn thì mình sẽ làm chắc chắc một tí. Cái trụ này thì cao 4 mét nha các bạn. Dạ, mấy tay. Nào, mấy tay là đủ. Mai sẽ là đủ. Dạ. Mấy tay kia. À kia. Giờ trời lại mưa rồi. Đang làm thì trời mưa. Vira, 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 cái lá đủ. À, cái lá đủ, levanta. Nào, tira ra, tira. Mete cái lá đủ. Mưa rồi. Chán thật. Đâu vào. Outro, aqui. Oh. Tí nữa là sẽ chỉnh sát sau nha các bạn. Cái này giờ đặt để lấy kích thước ạ. Ok. Tao không? Tao không, tao không? Procura fio pra amarrar, né? Sim. Tá. Tá bom. Apare o tu arame do mãe. Do mãe. Fora. Do ferro. Ok. Trai riba, três riba, é? Sim. Mưa nha. Thầy hôm nay lại mưa sớm rồi. Mẹ tê, cái lý la đủ. Mẹ tê. Yeah. 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 Assim, tá bom. Mais, mais, mais. Já, mete. Já. Toma, toma aquí. Venga, venga. Venga, anda aquí. Fita metro. Mùa này chỉ làm được có mấy tiếng buổi sáng thôi các bạn ạ. Espera.
Ya, pun mete. Tadi pa. Aki ya. Ya. Tamo. Otro. Pur mete dentro. Akli pur mete dentro. Em phải nhắn dây đặt trù mới thẳng được. Tao không? Bên cạnh kia. Ban đầu chỉnh nó hơi lâu các bạn ạ. Đây, mình phải chỉnh chứ không các bạn đen này. Không không chỉnh được như mình ấy. Mình phải thước mực trước, sau các anh chỉ làm theo bát rem thôi. Ok, bố mẹ tè á. Đi. Đấy, giờ mình dừng lên như thế. Lấy dây, lấy thước xong, lấy khoảng cách xong, các anh sẽ tự đổ. Sau này xong đây mình sẽ làm một trụ ở đây này. Và trên này sẽ đổ răng. Đổ răng móng. Ê, xì bố đi mẹ tè ra mát xài á. Đi. Tôi đủ lát đủ á. Đi. Bố mẹ tè á thẻ kì á. Đi. Đã mát nhà vai mẹ tè mai xì. Ya, mistura bem, faz um pouco rápido. Sim. Mestre Dan, esse mete primeiro vez de massa, depois mete pera pequeno, já. Sim. Depois aumenta mais massa, passa até aqui, já. Đây làm công trình cái vật liệu là vật nó hơi nhiều. Esse aqui, guarda. Sim. Quem usar tem que usar cuidado, mestre. Sim. Esse contigo. Tudo. Na boa partiu, já? Sim. Cái này giờ anh em mình phải tranh thủ làm buổi sáng các bạn. Tranh thủ sáng làm sớm. Mà tầm 12 giờ 1 giờ là phải nghỉ rồi, bởi vì nếu mà liên quan đến vừa đến hồ xi măng ấy thì đến cái lúc mưa là nó hỏng. Nên là anh em mình phải tận dụng thời gian lúc trời không mưa. Mùa này làm xây dựng nó rất chi là bất cập. Không như mùa hè. Nếu mùa hè thì anh em làm được nhiều thời gian hơn. Ở đây giờ mùa này có thể đang làm thế nhưng có thể phải nghỉ. Cả ngày không làm được bởi vì là trời mưa. Đấy. Mestre, bebe gái á. Đây, cái ô sau này mình làm nhà nấu ăn vậy đấy, cũng 3 mét, 3 mét, 6 mét đấy các bạn. Bây giờ mai. Ok. Nà, cái lấy bao. Đấy, 3 mét, 5 mét rưỡi, là nhà nấu ăn. Quạt đã. Mình sẽ chỉ cho anh thợ. Tí nữa anh đặt nốt cái trụ này, bởi vì cái trụ này là giờ đang làm nó vướng, nên là tí nữa anh sẽ đặt. Depois mete essa aqui, yeah? Você vê linha? Linha, mete igual eu. Yeah? Não pode me tocar no linha. Por dessa eu faço assim. 1 centímetro, assim, como aquele. Yeah? Depois mete aqui no meio. Aqui. Voy a meter una masa, ¿ya? Sí. Cuando acabar de meter ripa igual así, le voy a tirar ese para meter betón. Okay. ¿Ya? Sí. Meter betón aquí, ese todo ese aquí por ser en el medio. Ahí también todo en el medio, ¿ya? Sí. Ese disminuye un poco, ese espera. Sí.
Pero cuando mete más ahí, disminuye si para pequeño para aumentar, reforzar, ¿ya? Đấy, chỉ cho anh này đặt nốt cái trụ này. Bây giờ mình về để ra ngoài chờ để tiếp tục mua thêm một số vật liệu nữa các bạn. Dạ, bên tên nụ cà rốt mau được gì đó. Mistura, mistura, para meter primero lá no acalipilar. Ahí también puede meter ya acá, ¿ya? Ao indireta pera depois da meter. Sim. Por meter até aqui. Esse lado amanhã. Sim. Hoje tem que acabar tudo esse pilar, viu? Essa linha, tá? Daí depois eu mình sẽ đặt một số trụ rồi để cho các anh đổ. Và tí nữa sẽ trộn vữa bê tông đổ vào cái chân trụ này. Bây giờ cái vữa thì sẽ đổ trên mặt đá này để cho nó xuống ở những cái kẽ nó chắc. Đấy, sau đấy thay đổ bê tông chân trụ và xong cái phần này thì anh em mình sẽ đổ cái răng, đổ cái răng bằng bê tông, sau đó sẽ xây. Đấy, thì giờ để cho anh em làm, giờ cũng gần nghỉ rồi, tầm đến tầm 1:30 là trời mưa, trời gần mưa rồi, 1:30-2 giờ là anh em phải nghỉ thôi, hết nốt chỗ hồ này là phải nghỉ. Thì hôm sau mình xong móng đấy mình sẽ quay cho các bạn theo dõi. Đấy, làm tiến độ đến đâu thì anh em mình sẽ quay đến đấy. Bởi vì mùa này cũng không làm được nhanh các bạn. Chứ nếu làm được nhanh thì mình sẽ cho thêm người vào làm, nhưng mà mùa mưa cho nên chỉ làm được thế thôi, với lại cái không gian nó hẹp ấy, người này làm thì nó sẽ vướng vào người kia, cho nên anh em mình sẽ làm duy trì như thế này thôi. Đấy. Ok. Video này anh em mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi anh em mình. Đấy. Và nếu các bạn thấy video hay thì cho anh em mình một đăng ký kênh, like và theo dõi kênh Quang Linh Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều.